Xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh của mình. Kính chúc cả nhà luôn thật nhiều sức khỏe và luôn bình an. Hôm nay mình lại tiếp nối những câu chuyện độc đáo của mình, nữa là em Lê Thị Kim Ly, 17 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Chỉ cao vỏn vẹn 77cm và nặng 9,2kg, tương đương đứa trẻ lên 3. Khi mới lọt lòng mẹ, Kim Ly đỏ hỏn, chỉ cân nặng 80g. Sau đó Ly được chuyển đến bệnh viện Vĩnh Long để được chăm sóc đặc biệt. Một tháng hết 25 ngày phải sống trong bệnh viện. Nhẹ thì lên bệnh viện huyện, nặng gia đình phải đưa lên bệnh viện tỉnh, rồi bệnh viện Nhi Đồng 2 ở thành phố Hồ Chí Minh. Về sau cha mẹ sinh thêm một đứa con gái vẫn phát triển bình thường, nhưng do cuộc sống khó khăn nên cha mẹ Ly đường ai nấy đuối, bỏ Ly lại cho bà ngoại lúc đó tuổi đã 60, còn em gái thì được bà nội nhận nuôi. Trước đây bác sĩ nói bé bị bệnh tim bẩm sinh nhưng không thể mổ được vì thân hình bé quá bé nhỏ. Cụ Hà dự tính ráng nuôi bé Ly tăng được vài ký rồi quyết định có mổ hay không. Tuy nhiên việc bé siêu tí hon này tăng cân lại là một điều hết sức khó khăn. Để nuôi cháu, cụ Hà phải dùng số tiền dành dụm để làm vốn buôn bán tạp hóa nhỏ, có tiền trang trải cuộc sống. Tuy nhiên việc chăm sóc Ly rất cực nhọc. Ru cháu ngủ, cụ cũng phải đặt Ly nằm trong hai lòng bàn tay của mình và cứ thế đưa qua đưa lại nhẹ nhàng. Những đứa trẻ khác thì được người lớn ẵm vào người, nhưng Ly thì không làm thế được bởi thân hình Ly nhỏ bé quá. Ai biết con thích khi vậy không mà? Khi đánh nhịn, khi nhả, con cũng thích con tiện. Tiện má. Bà Hà chia sẻ, hồi đó phát triển vậy thì em nó mới 12 tuổi. Từ từ thấy nó cũng đỡ, cũng phát triển, nhưng không lớn thôi, đến khi bà nuôi tới giờ thì nó mới đỡ. Đến 12 tuổi cúng căng rồi nó đỡ hơn, nó khỏe, chứ không nuôi em nó khó lắm, nó khóc rồi ăn uống ít ỏi nữa. Trước đây dù nghèo nhưng cụ Hà vẫn kiếm tiền cho cháu đi học. Nhưng cô tới lớp do thân hình quá bé nhỏ, nên mấy bạn cùng lớp hết ẩm bồng rồi lại chọc ghẹo nên Ly không chịu đi học. Bà đành cho cháu nghỉ tới giờ luôn. Hiện niềm vui mỗi ngày của Ly là chỉ thích vẽ, hết hình này rồi tới hình khác suốt ngày, và ngồi đung đưa trên võng xem những chương trình yêu thích trên truyền hình và đùa giỡn với những đứa cháu, kêu Ly là cô hai. Uống thuốc kia hay uống lộn vậy? Đâu có lộn luôn, mày uống thuốc hồi bệnh. Lúc nào ăn cũng hỏi mày uống thuốc chưa không? Có nhiều người bán thuốc lộn. Mà mỗi lần bà đi chợ bà hay một tiếng nào cũng chết. Đi dự bà chạy thuốc.
nhiều hơn bà mệt bà xỉu. Thương ngoại như thế nào? Không nhớ. Cụ Hà cho biết trong khoảng năm 2006 đến năm 2007, nhiều ông bầu show của các chương trình ca nhạc và hài kịch ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã tìm đến để thuyết phục gia đình cho cô bé tham gia biểu diễn trước công chúng. Một số thì người ta đến xin nhận nuôi nhưng bà vẫn nhất quyết từ chối dù cuộc sống rất khó khăn. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy ý nghĩa hãy để lại cho mình một lời bình luận, một like và một đăng ký. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Và xin chào ạ.